Hello cả nhà, cả nhà. Ngày mới mến chúc cả nhà nhiều sức khỏe cả nhà. Hôm nay lại tiếp tục công việc em đi giác đồ nữa cả nhà. Ngày nào cũng đi hết đó cả nhà. Cuộc sống mưu sinh cũng hơi vất vả cả nhà, hơi khó khăn. Phải gắng vẫn làm để cho tương lai nó đỡ hơn cả nhà. Ở dưới quê em nuôi mấy con gà mấy con vịt thả cả nhà. Giờ em chạy xe đi cả nhà, em đi tới chỗ rồi em quay cho cả nhà xem cả nhà. Giờ đi ra tới lỗ lớn rồi cả nhà, thấy mấy cây bông cảnh đẹp đẹp, em quay cho cả nhà xem cả nhà. Nhà chạy xuống tới chỗ cũng hơn 20 cây rồi cả nhà. Mấy anh em tới chỗ giác này cả nhà, ở đây trồng dưa hấu rồi cả nhà. Này cô có mới trồng dưa hấu, bữa nay giác lên cát đá với gạch nữa cả nhà, đang đổ nền bên đó cả nhà, đổ nền nhà cho nó đổ nền, đang cắt tiền chế cả nhà. Cái ghe này chở xi măng với cát đá này cả nhà. Bữa nay anh em vác cát đá xi măng đang đổ nền đó cả nhà. Bữa nay ba người làm cả nhà. Này ít ghe cho nên đi ba người kiếm tiền mua cá mắm rồi. Chỗ giác cả nhà có tiếng mùa tưa nó chạy bơm nước cả nhà, nên nghe ghè ghè ồn cả nhà, thông cảm nha cả nhà. Mùa tưa chạy bơm nước vô hầm lẫn nuôi tôm đó cả nhà. Chăm chút đi. Hãy subscribe.
vác cát xong rồi giờ qua vác xi măng cả nhà, vác xi măng cho mấy anh em đổ nền đổ dĩ, vác cho mấy anh em chọn anh em đổ vác sớm cho nó cứng. Ông chủ mà cái đó nó bay luôn.
Đó đó, cái ông đó là chủ hộ á. Nên là hả? Ông á. Chủ thầu à? Quay lên lần mai mốt người ta kêu cái đội mình đi lần cắt nhà được chứ. Đây cảnh ở dưới miền Tây dưới quê cả nhà. Anh em chọn hồ bằng hồ cả nhà, chọn bê tông lẫn đổ nền cắt nhà cho bà con. Giờ thì em cũng xin dừng video ở đây nha cả nhà. Cả nhà có xem được video của em nhớ ủng hộ cho em xin một lượt like và nút đăng ký kênh cả nhà, để em có thêm động lực ra những video kế tiếp gửi đến cho cả nhà nha cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cả nhà. Giờ em cũng xin máy bay cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào video sau.